rồi mọi người sẽ đặt vào đuôi mắt và mình sẽ tan ôm lên bầu mắt. Thiếu màu thì chúng mình sẽ lấy thêm nha. Tông màu này là tông màu mà sẽ rất là nhiều các bạn make up chuyên nghiệp ứng dụng cho cô dâu của mình. Loang màu chúng ta sẽ luôn luôn loang lên đến hết bầu mắt. Sau khi mà chúng ta tan hết 1/3 khuôn mắt mướt mượt màu đều thì chúng mình sẽ bắt đầu tan nốt phần đầu mắt. Màu này sẽ được tan hết cho phần đầu mắt còn lại. Các bạn lưu ý là chúng mình luôn luôn đặt màu ở phần viền mí mắt. Sau đấy còn thừa màu chúng ta mới đưa lên đến hết bầu mắt. Lưu ý là màu đen lên đến phần hốc mắt thì chúng mình sẽ sử dụng màu rất là nhạt và nhẹ tay thôi. Đối với mắt dưới thì mọi người nên pha thêm một chút màu nâu đậm hơn. Và mắt dưới chúng mình sẽ đặt vào khóe mắt, tan đi vào 2/3 khuôn mắt. Phần đầu mắt còn lại thì mình dùng tương tự như đầu mắt của phía trên. Chúng mình sẽ bắt đầu kẻ mắt từ điểm đuôi mắt trước. Kiểu mắt đầu tiên sẽ là kẻ mắt Hàn Quốc. Chúng ta sẽ kẻ từ khóe mắt đi ngang ra bên ngoài 4 ly. Sau đấy cho người mẫu nhìn xuống. Và mình sẽ kẻ kéo ngược về từ bên ngoài đi vào bên trong khuôn mắt. Với mắt dưới chúng ta sẽ kẻ một chút ở bên trong khuôn mắt, tạo chiều sâu cho khuôn mắt. Đối với mi giả thì mọi người lưu ý là chúng mình sẽ bấm cong ở bên ngoài trước, sau đấy thì chúng ta mới dán lên mắt. Mascara thì nên lưu ý là chọn loại mascara không lên không trơn để nó giữ được lông mi của chúng ta có độ cong tốt nhất. Đây là kỹ thuật tàn màu mắt mà chúng ta sẽ ứng dụng được cho rất là nhiều các khuôn mắt khác nhau. Các bạn hãy thử dùng nhé. Với con mắt này thì mọi người sẽ chia đôi mắt, chia ngang. Rồi sau đấy thì chúng mình sẽ chia dọc. Và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các bước. Chúng mình sẽ đặt màu vào giữa mí mắt, cái điểm mà chúng ta đã chia. Con mắt này sẽ rất phù hợp với những bạn nào có đôi mắt một mí và những bạn nào có khuôn mắt nhỏ. Hoặc là những bạn muốn mình có một đôi mắt thật là tây thì đây là một kiểu mắt rất phù hợp. Chúng mình sẽ tan màu nhé, cho màu mắt sẽ nhạt dần lên đến điểm hốc mắt. Khi màu lên đến hốc mắt là màu mắt sẽ được nhạt nhất. Nên là khi loang màu thì các bạn hãy dùng cây cọ có độ lâm mềm, nhẹ nhàng tả màu ra thôi. Khi mà chúng ta lên đến điểm bầu mắt thì mình sẽ sử dụng một cái màu nhạt hơn. Chúng ta phủ lên để màu mắt nó được hòa quyện với nhau một cách tự nhiên nhất. Theo chúng ta lại sử dụng màu đầu tiên khi mà đưa lên mắt để nhấn ở điểm đuôi. Lưu ý là không được nhấn vào sâu quá, nó sẽ làm cho khuôn mắt của chúng ta bị nhỏ đi mất. Tiếp theo, chúng mình sẽ sử dụng kem lót mắt và tạo một cái đường thật là sáng và thật là sắc nét ở cái điểm 1/2 bầu mắt. Và chúng ta sẽ sử dụng một tông màu sáng hơn phủ lên phần bầu mắt. Với khuôn mắt này chúng ta sẽ kẻ đôi mắt dài và sắc hơn. Với con mắt tây thì chúng mình sẽ kẻ thêm một chút đầu mắt. Các bạn hãy bấm lông mi thật cong nha. Bấm lông mi thật cong và chốt mắt ra để giữ cong cho lông mi, sau đó mới gắn lông mi vào. Thêm một chút nữ cho những cô nàng yêu thích nha, sự gờ linh rất là nhé. Chúng ta đã có một đôi mắt rất là tây, rất là lung linh. Và đây là những màu mắt mà mình sử dụng cho đôi mắt ngày hôm nay.
mình sẽ tán màu mắt từ phần mí mắt trước. Các bạn sẽ tán từ phần mí mắt này trước. Sau đấy thì chúng ta sẽ tán cho màu nhạt dần đi lên phía trên. Và màu mắt luôn luôn sẽ chỉ chạm đến điểm hốc mắt. Và chúng ta sẽ dừng lại nhé. Hốc mắt thì mọi người có thể xác định bằng cách là nhấn cây cọ ở đây, điểm này lõm. Đó, nó sẽ được tính là hốc mắt. Nhưng con mắt này sẽ rất là phù hợp với những bạn có đôi mắt bị sưng mí hay là bị lồi, hoặc là những bạn thích theo phong cách make up châu Âu. Chúng ta sẽ make up tông màu này cũng như là kiểu mắt này. Thì từ đấy đến giờ mình mới chỉ sử dụng một màu duy nhất, chưa dùng đến màu thứ hai các bạn nhé. Quan trọng nhất trong kỹ thuật tản màu mắt này đó chính là cách mà chúng ta tản màu không bị bết và không bị lem. Màu mắt sẽ luôn luôn đậm ở phần mí mắt và sẽ nhạt dần lên đến điểm hốc mắt. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ sử dụng màu thứ hai, sẽ là một ghi đậm hơn. Và đậm hơn này chúng mình chỉ nhấn ở phần mí mắt thôi, không đưa màu lên trên. Tiếp tục đến màu thứ ba, sẽ là một màu ghi sáng. Với màu ghi sáng này chúng ta sẽ tán ở 1/3 con mắt. Đôi mắt dưới con mắt này chúng mình cần phải đưa màu mắt đậm hơn, vẫn là sử dụng màu ghi đậm nhất. Và sau đấy thì chúng ta sẽ nhấn sâu điểm đôi mắt xuống. Như mình đã chia sẻ lúc ban đầu, đây là con mắt sẽ rất là hợp với những khuôn mắt nhạt và những đôi mắt kém chiều sâu và hơi có độ lồi. Đầu mắt nếu như chúng ta có cọ nhỏ thì nên sử dụng cọ nhỏ, sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Với con mắt này thì chúng mình sẽ nối cái mắt vài lên một chút. Sau đó chúng mình nối kẻ eyeliner. Blue eyeliner của con mắt này sẽ dài hơn, nó sẽ tạo độ sắc sảo và làm cho chúng ta cảm thấy rằng là khuôn mắt của mình giống như khuôn mắt của người châu Âu vậy. Ok, sau khi mà chúng ta kẻ đuôi hết lên rồi thì sẽ cho người mẫu nhìn xuống và chúng mình sẽ kẻ nối về, như vậy sẽ dễ dàng hơn và khuôn mắt sẽ không bị chết mắt. Đầu chị đi ra đi. Ok. Thôi đang quay mà. Chúng ta rất là cần tạo cho phần đuôi mắt được dài và sắc sảo hơn, khiến cho chúng ta luôn luôn có cảm giác rằng là đôi mắt của mình trở thành đôi mắt của người châu Âu, to và dài. Dừng một tí. Và chúng ta chút mascara. Và đây là những màu mắt mà mình đã sử dụng cho đôi mắt này. Màu đầu tiên mình sử dụng ở chân mi là màu này. Màu tiếp theo sẽ là màu đậm hơn. Và màu ở đầu mắt thì mình pha hai màu này nha các bạn.